Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu là sản phẩm con nhím nha các bạn này. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con sâu nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm tê giác bố các bạn này. Như vậy là mình đã tô màu xong con cáo trẻ. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và để đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và như vậy là con sâu mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và để đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn như vậy là cáo hoàn toàn búa, mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và để đăng ký kênh. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu gia đình khỏi nha. Hello, xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu cụ dê. Xin chào bạn, ngày hôm nay sẽ mở bọ ngựa. Như vậy là sản phẩm con nhím của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Ở đây là sản phẩm con sâu các bạn ơi. Mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm tê giác bố của mình cũng đã hoàn thành. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lần like và đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn nha.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm hiệp sĩ dập lửa các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm cá ngừ các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình này. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm thỏ và cá rốt nha. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ làm con nhím ạ. Như vậy là sản phẩm thỏ và cà rốt của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Như vậy là sản phẩm hiệp sĩ dập lửa của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm cá ngừ của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình cứ gửi lên đảo bạn nè.